Nghèo khó là kẻ địch đáng sợ nhất của tình yêu. Đồng tiền không sinh ra tình yêu, nhưng chí ít nó có thể duy trì vẻ đẹp của tình yêu khi không phải bận lòng điều gì. Cái nghèo đối với tôi chỉ là sự khác biệt giữa bữa tối có bánh mì và bữa tối có bít tết, chẳng hề ảnh hưởng đến niềm vui của tôi. Nhưng khi yêu một người, tôi mới thấm thía tự ti nghèo là như thế nào. Không, một vài ngày trước, một video ngắn trên TikTok, nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc, trở nên nổi tiếng. Đó là đoạn video ghi lại cảnh cãi vã của một đôi tình nhân tại hành lang bệnh viện. Cô gái gào khóc nói rằng muốn dành mọi thứ tốt nhất cho mẹ, làm tròn chữ hiếu, nhưng hiện thực là tình trạng kinh tế khốn khó của cô và bạn trai chỉ có thể để người nhà sống trong một căn phòng trọ nhỏ tồi tàn đến nỗi ngay cả một chiếc giường sạch sẽ cũng không có. Lúc mời mẹ và họ hàng đi ăn, họ chỉ gọi được 4 món, cơm cũng ăn không đủ, mẹ cô đột ngột phát bệnh phải nhập viện, họ ngay cả tiền khám cũng không có, chỉ có thể đứng sốt ruột ở hành lang. Cô gái vừa tự trách mình bất lực, vừa than vãn với bạn trai vì sao không thể giúp cô, còn chàng trai thì kích động hất bỏ đôi tay cầu cứu của cô, quát lớn, những việc làm được anh đều đã làm rồi. Anh vô dụng, khả năng anh chỉ có nhiêu đó, cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và tuyệt vọng của họ. Họ không phải cặp đôi không hợp tính cách, cũng không phải cố ý gây sự. Nguyên nhân mà họ cãi vã chỉ một từ thôi, nghèo. Nếu như có tiền, có thể cho mẹ sống một căn phòng trọ tốt hơn, để họ hàng ăn một bữa cơm thịnh soạn. Lúc khám bệnh có khả năng đăng ký lấy số và tiếp nhận cách trị liệu tốt nhất cho mẹ. Họ còn cãi nhau sao? Cuộc sống thực tế như vậy đấy, vợ chồng nghèo, khổ trăm bề, ngay cả nhu cầu cơ bản của cuộc sống cũng không cách nào đáp ứng được, thì cho dù tình cảm vợ chồng có tốt đẹp hơn đi chăng nữa cũng sẽ vì chuyện tiền bạc mà tranh cãi không dứt. Tôi nhớ bộ phim truyền hình Căn hộ nhỏ từng xem vài năm về trước, đôi vợ chồng nghèo khổ Hải Tảo và Tô Thuần là cặp đôi khiến tôi đau như kim châm. Họ chen chúc trong căn hộ vài mét vuông, không có nhà bếp, nơi riêng tư được ngăn cách bởi một tấm vải, không có phòng riêng. Hơn nữa, họ còn thường vì vài nghìn đồng mà tranh cãi gay gắt, thậm chí ầm ĩ đến mức ly hôn, giống như lời thoại trong chuyện tình Bắc Kinh. Khi không phải bận lòng điều gì, cái nghèo đối với tôi chỉ là sự khác biệt giữa bữa tối có bánh mì và bữa tối có bít tết, chẳng hề ảnh hưởng đến niềm vui của tôi. Nhưng khi yêu một người, tôi mới thấm thía tự ti vì nghèo là như thế nào. Tình yêu không có vật chất, chỉ như một nắm cắt, không cần gió thổi, đi được hai. Bước tự khắc vương vãi. Không hai, trên mạng có người đặt câu hỏi, những đạo lý nào sau khi kết hôn thì bạn mới hiểu? Câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất là cơ sở kinh tế không những quyết định kiến trúc nhà ở, mà còn quyết định gia đình và sự hài hòa. Vợ chồng nghèo, khổ trăm bề không phải câu nói vu vơ. Điều tiên, bất luận ngành nghề nào ở xã hội ngày nay, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng thì sẽ không đến nỗi quá tệ. Ý tôi không phải mua nhà, mua xe ở ngay trung tâm thành phố, suy cho cùng tuổi trẻ không có gì trong tay là chuyện thường tình. Ý của tôi là so với tình hình gia đình khác thì gia đình của họ không thuộc diện tệ nhất. Phải biết rằng ngoại trừ thiên tai nhân họa, trong một gia đình như vậy mà cuộc sống của các thành viên không vui vẻ, nhất định là nội bộ có vấn đề, hôn nhân không có bất cứ cơ sở vật chất nào, cho dù nồng nhiệt bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ hóa thành bong bóng xà phòng. Chúng ta thường nói tình yêu thất bại trước hiện thực, vậy rốt cuộc nó đã thất bại như thế nào? Chúng ta chọn ở cùng một người là bởi vì ở cạnh họ cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng đó là ở trạng thái vô tư không vướng bận điều gì, không cần phải suy nghĩ về tiền bạc. Một khi cả hai gánh vác nợ nần hoặc cuộc sống bế tắc, tâm trạng của cả hai nhất định không được tốt, tính khí của người đàn ông trở nên xấu đi, thái độ với người phụ nữ chắc chắn cũng sẽ thay đổi, lại thêm việc phải bôn ba kiếm sống. Không thể ở nhà bên vợ mỗi ngày, tình cảm vì thế sẽ giảm đi nhiều. Không những là người chồng, người vợ cũng sẽ bị áp lực của cuộc sống bức bách, đi làm sớm tan ca muộn, tính khí cũng sẽ ngày càng nóng nảy. Khi hai người ở cùng nhau với tính khí bất ổn thì sẽ vì chuyện tiền bạc mà dẫn đến oán trách, chì chiết lẫn nhau. Tình yêu lãng mạn trước kia đến lúc này chỉ còn là một trò cười. Đối với tình yêu không có cơ sở vật chất mà nói, thứ đục khoét tình cảm của họ không phải là tiền, mà là thiếu tiền nên mới dắt nhau bước tới bờ vực tan rã. Thời gian trước, bạn bè tôi chia sẻ một bài viết về hai vụ việc một đôi vợ chồng thất nghiệp đã ly hôn vì nghèo. Lúc ly hôn cái gì họ cũng muốn chia, thậm chí những đồ vật nhỏ như bát, nồi, muôi, chậu cũng muốn chia, làm mọi người thổn thức không dứt. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này, nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.